think, let me stop right there. So, this game called Son of the Forest, so, I have to introduce something to you guys, okay? So, I play with my friends, my, 10 years friends, and, yeah, that's, anniversary or university or something, so. So, we messed up, yeah, we messed up, like, twice, third time, 10 times, so, yeah, I'm not gonna talk about it, yeah. We messed up. Now we officially get it out. You know what I mean? Like, we got a great time. And I will show you. Okay, I'll show you guys whatever we have been through. This game. So, yeah, my friends. I don't even know his name. I mean, I know his name, but I don't even know his art name. He doesn't have art name, you know? But, you know, it's relaxing. And we gotta focus on that. Let's start. Rồi, hôm nay biết cái này rồi, bay máy bay, lượn, xong rồi, oh my god, có đứa nó bắn ta, sợ quá, rồi skip mày. Rồi xong, rớt máy bay, đụng thằng kia, thằng China nó vô. China nó vô, đá, kích cát cát gì đó, rồi xong, bỏ ra. Rồi, tại mày ra biển, lấy cái emergency, lẹ đi ông nội, rồi xong. Đó, đó, con thằng á thì mất tiêu mẹ nó luôn cái phone. Má, chơi lần đầu tiên, đưa cho nhỏ kia mất mẹ cái phone. Là mày đó, là mày đó. Mày nhớ không, tao không biết mày còn cái phone luôn. Cái phone map đó, hôm bữa mày chơi làm sao mày bỏ qua cho nhỏ kia xong cái tao với mày reset lại cái ông, rồi xong. GPS đó. Mày biết đâu. Đây restart mấy lần nó mất. Mấy cái này, mấy cái thùng này nè, vẫn còn ở đây là chắc chắn luôn, restart là hên xui nha. Má, kỳ này đồ nhiều con, đúng, ba cái tên luôn, đúng. Hai cây chứ. Hello. Khỏe không? Mày quằn quại đi, cho nó quằn quại xíu đi, tao đi lấy đồ trước rồi đó. Có thịt chim nữa nè. Còn đồ không trời? Rồi thôi, thấy nó quằn quại quá. Ê, còn cái túi bên kia tao chưa lấy nữa kìa. Nó giống như thằng bị nghiện, chả máu tay à. Ok. Lẹ giùm cái. Thôi túi đó nè. Cho tao đứng đây. Rồi let's go. Bắt mấy con chim được, bắt nhiều bắt đi. Chim nó đang đứng ở mấy xương sậu gì đó. Bắt đi, tao lấy stick, tao lấy đá. Con bắt đồ đi, con bắt đồ đi. Tao lấy, tao nghĩ cái hồ nào á, cái hồ nào ở trên núi á, gần trên núi á, gần thôi, chứ đừng trên núi quá. Well, we have, you know, discussed about locations that, you know, look beautiful and looks, you know, safety and all. So, yeah, so I have a thought. That's why I tell him, or I told him, go upstream mountain and you know, safe there and things turn out well. Tại trên núi á là đi luôn. Phải bây giờ mình phải đi. Bây giờ phải đi thôi chứ không có đứng một chỗ. Đi. Chứ không thôi không kẹo đâu. Gần cái hang nè. Đúng rồi. Đi. Nó có cái nồi. Đúng rồi, chính xác. Rồi tao mở cái phone lên cái. Cái phone này mày biết bao nhiêu tiền không? Ngoài đời thật á, 1.500.000 á con. Cái phone thiệt luôn á, đúng luôn á, nó rẻ đúng luôn á. Có mày có bỏ 50 đồng tiền gì đó đi đà với lại đồ lum á. Mà mày mua cái phone 1.500.000 rồi. Phone sao lại nè. Vậy mà không quên á, chưa uống thuốc. À đồ không có con chai thuốc luôn. Không có chai thuốc luôn. Rồi mày đâu rồi? Bên này à? Thì sao phải. So let's stop right here. Okay, so I need to address something. Okay, so background noise and the graphic is really, really bad. Okay, we didn't know how to do this. Okay, we are newbies. All right, so please don't patronize us. So patronize? Did I say patronize? Does that sound right? Yeah, that sound right. So I'm not gonna waste your time anymore. Cho tao thở chứ mày. Ủa nó xa dữ ta. Tại một hai ngày đầu tao nghĩ tụi nó chưa tấn công thôi. Đúng rồi. Gì đây? Như lấy cái đá này chi vậy? Rồi, tao đã carry đủ đá. Chưa có lá thôi. Mấy miếng lá. Ý, tao là người da đen. Được. Thấy có chấp gì chấp chấp không?
đi tới thôi. Chớ gì? À cái xe đó hàng cùng. Phải không? Chắc cái xe đó, chỉ có cái xe nó mới chớp chớp kiểu đó thôi. À, viewer hỏi liền, tại sao mấy anh biết là cái xe? Ừ, tại anh quay về quá khứ, anh chơi có chục lần. Quá vậy. Điên. Anh quay về quá khứ, anh chơi có chục lần thì nên biết rồi. Quay đi. Mà cho tao thở cái được không? Ý gì Barry nè? Bạn mở đi ông nội. Oh, yeah. Chơi. Đi đường vòng. Ai nhìn mới ngước lên luôn. Ý, có chớp chớp nữa kìa. Cái này chắc không phải đâu. À, chắc hồi nãy là cái gì á, chứ cái này cái xe nè. Bạn thì lấy mấy cái bông bông trắng này. Bông trắng này chữa thương cái xe phải không? Cái xe á. Cái xe. Ý, battery hả? Lấy luôn. Bây giờ là nhiều xe lắm. Không xe này chạy được, xe kia không chạy được. Quầy vậy. Ý, má mở GPS thôi. Cái GPS là trên cái xe kìa ông nội. Không, ý là ông này đang đi tới điểm nào? Dẹp mẹ. Dẹp mẹ đi. Có hai thằng ngựa thiệt chứ. Tao có gì đâu. Hai thằng ngựa. Tao nói ngựa chứ không phải tao nói bựa. Má chưa đi xong cái thằng quỷ kia nữa mà nè. Thôi, cho nó sống đi. Đây, Berry đỏ. Sao ngoại của con. Tới gì? Tới hả? Má mày tới cái kem trước luôn, mày không tới thằng kia. Ờ, cái hồ này nè, được nè. Hồ có đóng băng không ta? Đóng băng thì mày. Chắc chắn rồi, hồ này cho đóng băng. Nhưng mà trước tiên là đồ ở trên cao kìa. Càng cao càng tốt. Tao phải leo trên kia, tao lấy rope luôn với mày luôn. Má bên này có khói luôn rồi nè. Có khói sẵn luôn rồi. Mày đi lẹ không? Lấy đồ gì chứ mày đi lẹ lắm. Nó đi mà nó không cần chặt cây luôn. Tao chỉ cần biết từ A tới B thôi, tao không cần biết đâu hết. Nó lên thêm lần nữa không lại. Ý gì đấy? Ê, nếu tao mà... Tao mày xây lên cái clip rồi chắc cũng được. Ê, chỗ nào có nước chung rồi. Đó, đi xuống dưới có cái mọt rồi. Mày nè, từ trên kia nó có nguyên cái hồ rồi thấy không? Trên núi nó có nguyên cái hồ rồi thấy không? Đúng rồi đó. Đó, lên trên đó đó. Trên đường lên đây. Rồi đi xuống không lại. Còn mình muốn bắt hồ, muốn bắt rồi mới bắt cá thì mình chỉ cần đặt cái trap, hay là cái trap rồi buộc má vào là mới mình đem được 2 con cá. Yeah, we gotta find a taser stick, so stay put. Má mày đem lên mày khùng luôn á. Chết rồi. Mày ham đúng không? Từ từ. Cái đó có thua. Mày đáng đi, mày xuống tốt với làng được á, rồi hả? Ừ, save được tao con mày luôn. Giờ ở trên này tao con mày, rồi dưới. Không quan tâm em là ai. Là tao mày có pin năng lượng rồi. Wow, mới vô luôn có pin năng lượng. Hơn. Zipline luôn, mà không có súng bắn. Đâu ra zipline? Này nè. À có luôn rồi đó. À. Mà không có súng. Vậy hỏi gì nữa? Thôi save đi mày ơi. Rút kinh nghiệm của tao. Lúc mà đồ còn ngoài này nhiều là save đi, có gì rồi vô. Tiền tranh thủ uống thuốc liền. Thuốc đâu. Nồi nè. Yeah, đọc lá thư chi quá. We're gonna collect the big axe. The big axe is for drum roll. There's no drum roll. God dang it. It's for cutting trees. So stay put. Ok, để tao uống thuốc đây. Nó mới vô đã uống thuốc rồi. Thiệt. Nó mấy thằng bệnh không? Thì lựa chỗ nè. Thôi chơi lựa chỗ đi. Thầy khoan trước đó đi tới cái điểm cam thôi. Lấy cái GPS đi. À đúng rồi. Vậy lấy cái GPS hả? GPS locator đó. À đúng. GPS locator. À để có gì mình locator được. Mark trên bản đồ được không? Để tao thở cái đồ. Sao con này nó thở dữ vậy ta? À, mình vừa chạy đó. Vừa chạy vừa đánh đó. Vậy à, ok vậy thôi chạy thôi, không đánh quê rồi. Ủa sao nó xa quá vậy mày? Dưới này nè. Xa quá. Đúng. À, đi lên trên núi đi, lấy sống này mình lên trên núi. Rồi, được rồi. À, đọc cho nhiều vô. Ủa, ok tao lấy hả? Rồi lên núi đi.
Lên núi có cái hộ trong núi thấy không? Đi, dẫn đường đi. Đi, hơi xa nhưng mà không sao. Nay kìa, sẵn nó chắc ráp cung luôn cho rồi. Chắc đứng đây ráp cung cái. Mình đi ta. Ôi ơi. Nè coi. Ê. À không rồi, đi mày ơi, đi. I don't even know why. Why? Ôi trời. Cái què vậy? Cái làng. Ê, mặt bên kia. Đi. Sao được tao không? Đợi. I know you guys will ask, where are we gonna locate it? So here we are. Sorry, no sound here. Đây là cái đuốc. Đây là cái lock holder. Được rồi, đừng chặt gỗ nữa, đừng chặt gỗ. Không, xây đéo nổi. Quá cười của mẹ gì mà. Đâu có xây đéo nổi mà đừng có chặt khoai. Má ta chưa kịp xây gì đó, má ta thấy một đống gỗ. Cái trụ đá này thì hơi khó canh. Cái trụ đá là khó canh nhất luôn. Vậy đá chỉ làm tường thôi. Có thể là cột ấy được. Tao lấy gỗ, tao làm đế. Lock foundation, lock guy. Gì? Được là stick không ta? Tao nghĩ cái APM sẽ mới chở được. Còn cái đó không chở được. Repair tool of cái rock sẽ có cục đá trắng nào người ta bứt cục đá là người ta làm đâu. Rồi, xuống đây hơ save rồi nghỉ. Luôn có feather mấy? Hiếm. Làm chục cái vậy, nó hết hiếm. Rồi ngày mai đi săn stick đem lên. Vậy. Bạn ấy trước đó, này bồn em. Thiếu gỗ, thiếu đồ lâm. Khó làm đây luôn. Thấy tụi nó chặt củi, tụi nó bỏ vô, nó chồng. Chi ra không? Rồi tụi mình thống nhất với nhau để đi ngủ. Rồi chuyện gì tới nó tới. And we gotta go to sleep. And this just happened after. Biệt, biết có thật không? Rồi. Cũng đau. Tao thấy được nha, từ từ. Mấy nó la làng đâu vậy, từ từ. I wanna show how to make a bow. So this bow is just a stick. And this is a basic bow, actually, a stick, a rope, and a tape. So two stick, a rope and tape. So just, yeah. Đây là. Nó kìa. Sao mở cửa ra? Mở mẹ gì? Nó kìa.
Thấy chưa? Chưa, có bắn được đâu, chết, có thấy đường đâu. Thấy đường luôn á. Ngủ lại rồi. Không cần rồi, máy chiều xe mình vô. Chiều xe mình vô. Rồi, chiều nó đi Rồi. Ý, chó đâu vậy? Có nhiều tiếng. Đập đâu đây nè, đập dưới đầu rồi chắc. Cá ăn nha mày. Rồi. Mất tiêu rồi thôi. Đi đi lượm đồ mày ơi, mấy reset dạ, lại. Lấy stick mấy stick đóng cọc đi. Còn không thì xây một cái xây cái gì đó đựng rock đi hay cái gì? Rock hả? Rock đúng rồi. Xây trong này luôn đi, tao đem stick vô. Ừ, kêu bên đi rụm rock đi. Stone. Đây nè. Khi hỏi cho nó có lệ không? Đổi ông đổi xong đó. Mèo. Mày ăn con cá. Ý chết cha được đồ. Sắp mấy cái đá lại đi. Tao biết cách xây rồi. Một má xây kiểu của mày là lúc đầu là tao không biết. Nhưng mà lúc kia tao có research. Ăn đi. Con cá này ăn đi. Ăn bậy đồng nội á, nó cháy á. Đâu? Nè. Rồi. Làm đi. Còn má mày làm 4 cái giống vậy. Được 4 con cá, 2 thằng đủ rồi. Thì đúng rồi, bây giờ đang hạn chế. Bây giờ từ có nước chưa. Ừ. Bây giờ bone để tao lấy con mới trong người đi chứ thôi. Lấy mới trong người tạm đi rồi xây cái đường sau. Đi đụng lên rót đi mới có túi da nè. Đó. Rồi tao để cái túi da trong người đi. Rồi, bây giờ tao xây rock. Xe đang xe rót đây tạm đi. Rồi cho nó đi cho chữa nó đi đây. Uống đi rồi đưa tao cái nồi. Zip hai zip thôi, mày lấy cái nồi thôi đâu. Đó tao uống nồi. Rót. Rồi đó, đi đi. Mấy bây giờ mới biết cấp bill của con. Bữa giờ là bị ngu. Để đá đây đi. Rồi. Chồng nó đây để làm một gỗ chơi đi. Á mấy gỗ kia hôm qua mày chặt cái mất hết rồi. Respawn mẹ hết rồi. Oh, at this point, I'm gonna put my game phase, building phase up, so enjoy. Bỏ đó hết đi. Mà tuyết này má nó cắm cây khó nha mày. Bỏ đâu, dễ. À, cái gì cũng khó, mày thấy cái gì cũng khó rồi. Không, mình thấy cắm cây á, lúc mà mày đặt đá xuống á, nó khó thấy lắm. Điều đá á. Rồi. Bây giờ kêu đâu trước ta? Cắm đâu trước? Chắc cắm ngoài đây trước. Cắm từ cái cửa trước, chưa thấy. Để cắm thử à. Ồ, quỷ Kevin, sao nó không đi vậy? Mày đóng cửa rồi, cho nó ra. Rock Fielder, rồi. Rồi. Mở cửa đi. Đó, đi đi ông nội. Mày nhảy lầu đi. Mày kể cắm xuống rồi xong mày đặt rock lên đó rồi mày hãy tước nó. Chứ mày mà tước rồi má mày không thấy đường mấy cái cây luôn. Mày phải cắm gần thiệt gần. Ừ, gần thiệt gần á. Rồi xong rồi lấy cái giáo đập nó vô. Gì nữa? Vô. Lấy cái mày đừng có đập một cái mấy cái viên sỏi xuống ra rồi hãy đập, chứ mày đập rồi là cốc đó mày không thấy đường, rồi mày không thấy cái chân nó đâu. Chỉ là phải đặt ở ngoài trước rồi nó mới có cái gần nhất luôn rồi. Đó đặt xéo vậy chứ không có rock quá. Nó đứng luôn kìa, không có rock. Còn nhảy kìa, ghê chứ. Mang chắc nó nằm trên đá rồi. Follow me coi. Kéo nó ra ngoài luôn. Đấy, cho nó ngoài nó chết luôn. Kéo xuống rồi. Ra đây. Rồi.
ra đây, đừng cho nó ra ngoài luôn. Coi nó phiêu, coi nó đi được không? Gật đầu nè, bắt đầu trình chuyển thôi. Rồi xong đứng luôn. Rồi nó gãi rồi, rồi nó không biết ở đâu rồi. Rồi nhà này không tao, có. Tao tìm không ra, tao tìm không ra rớt rồi. Thì ở dưới, đi bộ xuống dưới lấy. Ờ không, xuống tới đây là có. Giờ kéo nó xuống rồi. Sẽ đẩy nó chứ. Xe đẩy à, đẩy rồi cũng không xác định. Xe đẩy kia kè, xe đẩy mà có đầu lâu. Fans rồi hai cái clot à, bây giờ kiếm thêm clot đi rồi làm rồi đi xuống cái chỗ hang không cái hầm bờ là. Không cần khe đó, cần khe đó mày giữ đi. Bây giờ mày đi xuống cái hang ở dưới á, phải đi thôi, đi chút xíu cái hang gần đây nè. Xem chưa, chúng ta phải phá nữa. Xem chưa, xem rồi, nãy xem rồi, đâu có chết đâu rồi. Mày đi tới đó thôi. Đi đâu hả? Đây làm cái gì vậy? Không, tao bỏ nó chỉnh. Đi. Rồi, nó hết hồn. Nhớ đường không? Đó, có cái hang. Được, nhớ đường đi về không? Có chứ, nó có cái nhà kìa mày không thấy hả? Để sẵn cái nhà màu vàng nè. Có loại nước mà. Chưa. Cũng có rồi, đồ. Làm vài cái tên coi, coi. Nhát quá hay nồi. Khi chiến đấu mà không cầm tên, cầm cung. Mà không có ấy, có Long Vũ. Thôi, tao làm cho, tao mấy cái để tao lấy cho mấy cái. Thôi đồ, mà đi xuống lẹ, đi lấy có mấy cái, lấy có mấy cái mà sợ dữ không biết. Đi sao mày, mày cầm phủ vũ khí với mày. Không lấy mấy. Rồi, không có đỡ được luôn. Mấy bông trắng này nè, có gì trị thương. Đá đi nè. Đá chi ba đồ, đá rock kia kìa. Rock chứ không phải đá đồ. Hang dưới này nè. Ý, nhầm lên lòng cơ. Ý. Anh nhớ coi có cái hang nó nằm ở đây không? Ở bên kia á. Đây nè, hang nè. La chơi cho vui mà. Ú, nó kìa. Má sao đi ấy dữ vậy? Đó kìa, lót kìa. Lấy, thấy không? Respawn lại đây. Yeah, and you're gonna find something interesting here. A slingshot. So it's gonna be here, maybe here, maybe here. I don't know, but right on time to get some new things, right? Lấy cái ná chưa? Lấy cái ná rồi. Rồi xong đi về. Gặp ta tù vô luôn hả? Thôi, vô đâu? Giờ này mà vô hả ông nội? Lại đây. Lại đây, tao cho một giáo vô đầu. Đi, biến. Đi. Thì là lấy hết mấy bông trắng này. Gì? Đi xuống dưới đó lấy có hai miếng. Mỗi lần respawn là hai miếng giải. Ủa rồi. Cái nhà mình chển mà mình đi bên đây làm gì trời? Đáng ra mình phải ở khu vực này thôi nè. Nhưng mà nó không có bằng. Ừ. Không có bằng sao mình xây nhà. Ừ, thì cũng xây được chứ không gì á, tại khu này được mà. Xây cái dáng gỗ mà. Xây cái dáng gỗ mà là vừa luôn mà đẹp luôn. Ôi, nhìn xuống thơ mộng vậy. Được, màu vàng á bên kia kìa. Tại vì tao muốn kiểu tránh tụi nó luôn, biết không? Lên đây là tránh tụi nó bớt được một hai con. Nó không lên gì. Mà nó có lên thì nó cũng có một đường độc đạo mà nó đi qua. Tao đem cái này vô. Để đây đỡ đi. Rồi ta làm cái xe đẩy đi ha. Làm cái xe đẩy đi. Advance luôn. Thì có ai đầu lâu không? Rồi chặt gỗ. Gỗ. Stick thì nó lấy được. Đồ nó có rock thì phải tự đi. Kêu lấy stick đi. Tại mình cần 30 thôi. Ủa gỗ, cây, có cây gỗ này nè. Đủ chưa? Đủ hả? Đó coi. Thêm 27 cái stick nữa. Đem vô luôn. Đi xuống như rừng lậm đi. Xuống như rừng stick đi. Rừng xuống. Tại trước khi mày ra á, mày cần mày đi qua mày ghé, mày ghé, mày lấy cọng lông chim á. Chim đậu mà không chim mới ghê chứ. Tao ghét, tao gắn mấy cái ở dưới này cho nó có nè. Mới đi xuống đây coi chút xíu. Mày lấy cái lông chim kìa, mày lấy cái lồng á, mày đem xuống đây nè. Gần nhất thôi, đây nè, ngay chỗ này là hết tuyết rồi nè. Gắn thử thôi, nó có chim không? Cần. Có chìm, không chìm lấy thịt. No more berry, rồi ok. Đủ, cay quá trời. Ok. Một người lấy bao nhiêu cây ta? 30 thôi. Rồi đây á. Oh man,
mày đi xuống, mày đi xuống có chút xíu, ông nghe mày lấy lên, đã không quá. Anh Kevin, Kevin anh đi lấy, cực lực anh đi lấy. Realistic holder anh thôi, giờ cho nó là chỉ cho nó đi realistic thôi. Đúng rồi. Tập đá thì phải có. Kêu đúng rồi, kêu nó đi theo mình đẩy cái xe, kêu nó siêu vô cái đó được. À, má làm chục cái xe vậy đó, kêu nó siêu vô. Có thời gian là chụp chết xe, có hai thằng đó chụp cái xe à, thì nó phiêu vô dưới mình đem lên rồi xong nó phiêu vô dưới mình đem labor ác thì đã labor ác chưa kể mình phải mình mà chạy đi qua bên cái camp có lấy thêm đồ respawn đưa hai đầu lâu bỏ vô xong à thì bắt đầu ra sao giữ có một cái à. Để tao lên tao bỏ vô. Cũng má bỏ vô thôi. Nãy hai thằng mày giết hết à. Mày không hai thằng đó. Ờ. Không phải. Tao giết con thằng rồi. What the fuck. Ủa tao nhớ hai thằng mà ta. Wow. Nói cái này rồi. Đẩy. Đẩy đi. Má tao phải finish xong cái này coi. Tao bỏ mày. Không được. Cái gì? Ồ, không, à stick để kế bên. Đá là sao? À đá là để phía sau. Stick nè. Đá ở giữa. Đá ở giữa. Bone kế bên. Bone stick nè. Ủa mà nó tới 6 ngàn là cái con. Thử nè. Hả? Rồi đi. Mẹ gì? Quăng mẹ đi ra đi. Đưa Kevin đi theo. Đi. Kevin đâu rồi? Khốn nạn. Mở cái này. Mở cái này quá trời sáng chân rồi. Thằng đóng cửa giống như là gái 18. Ê, follow tao. Tao lụm hết mấy đống nó cho. Rồi cái này được rồi. Nó có đem theo cái lồng chim không giống này. À cái mẹ đi để chợ này. Để chợ. Ở đây được rồi hả? Rồi rồi. Rock nè. Rock sao sao mà lấy được ta. Feel lên đi. Sao mày từ chạy tới chút xíu rồi. À thì ra mày bỏ lót mẹ nó rồi, sao nó phiêu đá vô, nó phải phiêu đá chứ. À dạ, thôi thôi phiêu đá đi. Không má lót cái đống luôn. Phiêu đá trước. Thôi, phiêu đi. Rót, phiêu slack. Đấu. Gào thằng lắm. Mẹ mày phải phiêu đá trước, hiểu không? Nó nằm ở dưới mà, đá nằm ở dưới. Rồi xong rồi lót á, là sao cùng, hiểu không? Stone nữa nè, stone với lót đá ở dưới. Không, mình giờ phiêu được con loại à. Phiêu được loại hả? À? Không, tao nhớ, tao thấy nó có hai ba loại. Bảo đảm luôn á, là bảo đảm luôn. Để mày chờ nó phiêu đi. Mà tao có mấy cái rock nè. Rồi, tao thử tao bỏ lót chứ coi. Ờ, không được. Ok. Được, nó mỗi lần lấy chỉ được một loại thôi. Quá rồi. Xe đẩy, mày đẩy đá, mày còn đẩy gỗ nữa, mày là siêu nhân nữa. Không, cái đó là developer, lỗi developer, tao phải chửi developer, mày tao. Ok, không hề, mày ác vậy. Mày còn hơn siêu nhân, nữa đẩy cũng được. Ủa, nó đi đâu vậy? Ủa, mà rock hay stone gì không nào ấy? Nó đi đâu vậy? Rock. À đúng rồi, rock, coi trên tay nó đi, coi trên tay nó coi cảm gì. Rock. Hú hồn. Bên đây chứa đường chị đúng rồi, má vậy đó. Nó luôn á, 80 cái stick luôn á. Sướng không? Đôi khi tiết kiệm quá cũng tốt. Ê, thằng đi theo chi học nội. Còn má nữa. Tiếng thằng chảy máu. Nửa cây nha, nửa cây đó. Bỏ nửa cây không? Cây đâu nội. Má mới quất tao một cái, tao muốn thiến luôn. Nên cho mày là tao mở cái túi da ra có một chai thuốc. Thôi, tao muốn nè, tao lấy ráng tôi lấy đủ hết thảo dược rồi xong tao nấu tao làm cái sợi thiếu nha đam mà. Ủa tôi nhớ tôi có lấy nha đam hả? Có nha đam. Ủa tôi nhớ tôi có lấy nha đam mà. Rồi nha đam đâu? Nha đam mới đồng vô làm gì có? Có chỗ ấy chỗ hostel chứ không phải nha đam. Hostel thì phải chứ mà nghĩ dùng mới mày có lẽ tao không lấy. Hostel chứ mà nhà đam hostel mà lấy lộn. Ê sao ăn vậy không nào, chị hai lần kìa. Có chị hai đừng tìm chúng ta kìa. Chị ba hẳn kêu chị hai tội nghiệp á, nó không có chức sắc gì hết trơn á. Tao nói thiệt, má đóng cửa lại đi. Đậu mà con chó con quỷ nó lên nó ăn.
Đi là phải khóa cửa. Ông ấy nói là xuyên qua là ta thua luôn. Nói là đi xuyên qua là ta thua luôn. Đồ ăn không được. Khoan. Tao bỏ stick vô cái. Ấy, giờ tối rồi. Má ráng lụm đi. Để tao bỏ rock lên luôn. Ráng lụm nó đầy xe là kéo lên là ngon lành. Ông ấy nó thảy vô. Thằng quỷ xấu rồi nó thảy vô. Nó thảy mà nó không ăn luôn. Sao? Nó lấy xong rồi cái nó thảy vô xe phải không? Thảy vô xe mà đâu có vô xe đâu. Nó vương vãi tâm lương. Má quê vậy? Ừ, bởi vì có nạn. Sao? Kéo ra đây rồi. Kéo cho nó. Ủa đâu ra bon nè? À bon bên kia hả? À, lúc mình giết hả? À. Ê! Đậu bỏ đồ vô quỷ. Tao đang thiết tha bỏ đồ vô đứng với nó thôi. À, 40 đá nè một lần. Đồ cái cũng được. Rồi tao trong người tao với mày chắc cũng cỡ 15 10 có 10 à. 10 cục. À 10 cục. Nó cũng được đó. Nó quan trọng là nó có respawn cho mình lấy không? Đã có respawn. Ừ, nó phải respawn hoài mới lấy được. Mà cũng tối rồi, thôi đi. Vì nó còn tốt dưới đây nè. Ủa, mày à? Tao chứ ai. Đồ hả, nhìn tao giống Kevin quá ha. Đồ hả, Kevin. Tao là Kevin rồi. Tao quên, thằng cái NPC nó có tên trên người. What the fuck, man. Cửa bà thì chứ. Má, lượm đá nhỏ luôn nha. Ừ, đá nhỏ tao có ná mà. Phải ná không? À, mà là arrow ná luôn. Đúng rồi, có. Như lúc đó tao save và có ná luôn. Có, tao lượm ná làm sao mày không có được. Đúng rồi, cái đó là một vật phẩm một thôi. Thằng nào mà không có thôi. Tao không biết tao để đâu. À đây nè, trong cái hộp. Đi. Tỏ rồi. Cái xe. Đồ á. Gì? Nó thảy vô mà nó không thảy vô được. Rồi được rồi. Kêu thằng Mỹ nó xong rồi. Rồi thêm thằng nữa. Rồi tao thấy cái gì văng ra kìa, đập đá lên. Nó bỏ vô đó, nó bỏ vô không thành đó. Tao đầy rồi. Đó hả? Đá trúng hả? Nó cầm nguyên cục á, nó quăng vô á. Đi. Đồ má thằng này đẩy ghê đúng không? Passive Fury, Furious ha. Lạnh teo luôn. Tao lấy hai cục lỗ. Được. Thấy được không mẹ vậy? Đây nè. Được rồi. Bây giờ, ôi. Được. Nhưng nếu đổi tên mày tao đi thôi. Đây nè. Đó. Trời ơi má, nó cán tao luôn. Nó không thấy đường nữa mà nó cán luôn luôn. Ủa. Xe vượt trội đi. Rồi, Kevin đâu? Vô mày, cũng tới lại. Tối khuya rồi, không đi ra được. Mẹ la. Tối khuya rồi, không được đi ra đường, mẹ la đâu. Vậy Tao bỏ rồi nè. Tắt phụ đạo đi thằng nội. Hey guys, this is Gabriel here. So thank you for your watching videos and you're watching videos really. Also hit the like button and subscribe, and for the more videos please hit the bell button if you see a bell button. I don't know how to turn it on, but if you see the bell button, please hit the bell button. Comment down below if I need to improve, or you hate me, or you hate my friend. Just comment down below and tell us why. Okay, why you hate us. Okay, and there's more videos coming out, and if my YouTube is going on well, get interest, I'm gonna share with him, my friend. So see ya.